so sánh các sân vận động tại 4 giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu Đông Nam Á. Indonesia Liga 1 2023-2024. Sân vận động Gelora BJ Habibi được bắt đầu xây dựng vào năm 1999 và chính thức hoàn thành vào năm 2001 tại thành phố Parepare, tỉnh Nam Sulawesi. Sân vận động này đã trải qua một đợt cải tạo từ năm 2014 đến 2015 với kinh phí 5 tỷ rupiah Indonesia. Sân bóng này có thiết kế 4 khán đài khá thấp, trong đó chỉ có khán đài A có mái che. Gần như toàn bộ khán đài sân vận động Gelora BJ Habibi vẫn là các bậc ngồi bê tông. Sức chứa hiện tại của nó là 8.000 khán giả, với khoảng cách tính toán là 40cm cho mỗi chỗ ngồi. Sân vận động này sử dụng cỏ lá gừng và có dàn đèn chiếu sáng có công suất khoảng 1.200 lux. Hiện tại, đây là sân nhà của đương kim vô địch PSM Makassar. Sân vận động Brawijaya nằm ở thành phố Kediri, tỉnh Đông Java, được xây dựng vào năm 1983. Lần gần nhất sân bóng này được cải tạo đã cách đây hơn 20 năm. Vì vậy, hiện tại nhiều hạng mục của sân vận động đã xuống cấp. Brawijaya có thiết kế 4 khán đài và toàn bộ đều là các bậc ngồi bê tông đã được đánh số cho các vị trí ngồi, chỉ có phần trung tâm khán đài A có mái che. Khán đài sân vận động này được sơn phủ bằng hai màu sắc đỏ và xanh dương. Mặt sân Brawijaya sử dụng cỏ Zoysia Macella được đánh giá rất cao ở thời điểm hiện tại. Dàn đèn của sân vận động này có công suất chiếu sáng 800 lux, đáp ứng yêu cầu tối thiểu của ban tổ chức Liga 1. Sức chứa hiện tại của sân vận động Brawijaya là 10.000 khán giả. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ Persik Kediri, một trong những đội bóng lâu đời nhất Indonesia. Sân vận động Gelora Madura Ratu Pamelengan được mở cửa vào ngày 18 tháng 11 năm 2016 tại Nhiếp Chính Pamekasan, tỉnh Đông Java. Tên của sân vận động này được lấy từ tên của vị vua Hồi giáo đầu tiên của Pamekasan, đó là Panembahan Rongo Sukowati. Ban đầu sân vận động được biết đến với cái tên Gelora Ratu Pamelengan. Nó chính thức được mang tên Gelora Madura Ratu Pamelengan từ ngày 6 tháng 4 năm 2019. Sân vận động này đã trải qua một đợt cải tạo vào năm 2017 để làm lại mặt sân bằng loại cỏ Zoysia Macella. Gelora Madura Ratu Pamelengan có thiết kế 4 mặt khán đài, trong đó khán đài A có lắp đặt ghế đơn và mái che. Toàn bộ khán đài được sơn nhiều màu sắc khác nhau. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 13.500 khán giả. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Madura United. Ngoài sân vận động Gelora Ratu Pamelengan, câu lạc bộ Madura United còn đăng ký sân vận động Gelora Bangkalan làm sân nhà ở mùa giải này. Được khởi công xây dựng vào năm 2010 tại khu vực Nhiếp Chính Bangkalan, tỉnh Đông Java. Sân vận động Gelora Bangkalan chính thức được mở cửa vào năm 2012. Gelora Bangkalan có thiết kế 2 khán đài, nhìn bên ngoài đây là một sân vận động có màu sắc khá sặc sỡ. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 10.000 khán giả, với phần lớn chỗ ngồi là các bậc bê tông. Mặt sân Gelora Bangkalan sử dụng loại cỏ Zoysia Japonica, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 1.200 lux và sẽ được nâng cấp trong thời gian tới. Sân vận động Demang Leman khởi công xây dựng vào năm 2006 và chính thức khánh thành vào ngày 18 tháng 1 năm 2013 tại Banjarbaru, tỉnh Nam Kalimantan. Tên gọi ban đầu của sân vận động này là Indrasari và sức chứa khi mới hoàn thành là 6.500 khán giả với chỉ 2 khán đài. Chi phí xây dựng sân vận động là 90 tỷ rupiah Indonesia. Nó tiếp tục được nâng cấp trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2015 để có đầy đủ 4 khán đài. Hiện tại, khán đài A của sân đã lắp ghế đơn và có mái che. Sức chứa của sân vận động này hiện tại là 15.000 khán giả. Mặt sân Demang Leman sử dụng cỏ Zoysia Macella đã được FIFA chứng nhận. Trong khi đó, dàn đèn chiếu sáng của sân vận động này có công suất 1.000 lux. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ Barito Putera.
Indemil Arena là sân vận động nằm ở nhiếp chính Tangerang, tỉnh Banten. Nó được khởi công xây dựng vào ngày 12 tháng 2 năm 2014 và chính thức hoàn thành vào ngày 5 tháng 9 năm 2018. Kinh phí xây dựng sân vận động là 100 tỷ rupiah Indonesia. Tên gọi ban đầu của sân vận động này là Benteng Taruna, trước khi được mang tên Indomil Arena từ tháng 1 năm 2021 theo một thỏa thuận thương mại. Đây là sân bóng duy nhất ở Indonesia được đặt tên theo nhà tài trợ. Sân bóng này có thiết kế 4 khán đài đầy đủ, với khán đài A có mái che và được lắp đặt ghế đơn. Các khán đài còn lại là bậc ngồi bê tông và được sơn màu vàng nhẹ. Sức chứa hiện tại của Indomil Arena là 15.000 khán giả. Mặt cỏ sân vận động này cũng là loại cỏ Zoysia Macella phổ biến ở Indonesia. Ở mùa giải 2023-2024, đây là sân nhà của hai câu lạc bộ Persita Tangerang và Dewa United. Sân vận động Segiri nằm ở trung tâm thành phố Samarinda, tỉnh Đông Kalimantan. Được xây dựng vào năm 1972. Năm 2005, sân vận động này được cải tạo để chuẩn bị cho việc đăng cai tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia, PON 2008. Cũng như nhiều sân vận động khác tại Liga 1, sân Segiri cũng có thiết kế 4 khán đài, trong đó chỉ khán đài A có mái che và ghế đơn, tương đương với 7.600 chỗ ngồi. Các khán đài còn lại là các bậc bê tông, được sơn màu đỏ và màu ghi. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 18.000 khán giả. Mặt sân Segiri sử dụng cỏ Zoysia Macella, trong khi công suất chiếu sáng của dàn đèn là 1.200 lux. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ Borneo Samarinda. Sân vận động Captain Iway Andipta được hoàn thành xây dựng vào năm 2003 tại nhiếp chính Gianya, Bali. Sức chứa ban đầu của sân vận động này là 23.081 khán giả. Captain Iway Andipta đã trải qua nhiều lần cải tạo và nâng cấp. Trong đó hai lần cải tạo gần nhất là từ năm 2017 đến 2018 cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 và từ năm 2020 đến 2023 cho FIFA U20 World Cup 2023, giải đấu mà Indonesia đã bị tước quyền đăng cai vào phút chót. Khán đài sân vận động Captain Iway Andipta hiện tại đã được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi với 3 màu sắc đỏ trắng đen được khảm ngẫu nhiên. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 18.000 khán giả. Captain Iway Andipta là một trong số ít các sân vận động của Indonesia sử dụng loại cỏ lai hỗn hợp với 95% cỏ tự nhiên và 5% cỏ nhân tạo, được thi công bằng máy khâu cỏ hiện đại theo công nghệ của châu Âu. Dàn đèn của sân vận động này cũng mới được nâng cấp thời gian qua để có công suất chiếu sáng lên đến 2.400 lux. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ Bali United. Đội bóng này cũng đã được giao quyền quản lý và khai thác toàn diện sân vận động Captain Iway Andipta từ năm 2018. Sân vận động Manahan được xây dựng vào năm 1989 tại thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java. Trên khu đất có diện tích 170.000 m² và diện tích xây dựng là 33.300 m². Nó chính thức được khánh thành bởi Tổng thống Indonesia lúc bấy giờ là Suharto vào ngày 21 tháng 2 năm 1998. Năm 2018, sân vận động này bắt đầu được cải tạo lại gần như hoàn toàn. Công việc cải tạo hoàn thành vào tháng 9 năm 2019 và chính thức mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 2 năm 2020. Sau cải tạo, Manahan là sân bóng toàn ghế đơn và có mái che bao phủ toàn khán đài. Sân có một tầng khán đài chạy liền mạch với sức chứa hiện tại là 20.000 khán giả. Sân vận động Manahan hiện nay đã đạt chuẩn của FIFA, với mặt cỏ lai được khâu như nhiều sân vận động tại châu Âu, trong đó 95% cỏ tự nhiên là loại cỏ Bermuda. Dàn đèn chiếu sáng của sân vận động này có công suất 2.400 lux. Manahan đã được chọn là một trong 4 sân vận động tổ chức vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023 sắp tới. Trong đó có một trận bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra tại đây. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persis Solo. Sân vận động Gajayana là sân bóng đá đầu tiên thuộc sở hữu của Indonesia, nằm ở thành phố Malang,
tỉnh Đông Java. Nó được xây dựng trong thời kỳ thuộc địa Hà Lan vào năm 1924 và chính thức khánh thành vào năm 1926. Không có thông tin về tên gọi ban đầu của sân vận động này, trong khi cái tên Gajayana có lịch sử từ những năm 1980. Việc xây dựng sân vận động này tiêu tốn tới 100.000 guilder hoặc tương đương 800 triệu rupia. Sức chứa ban đầu của nó là 5.000 khán giả. Sân vận động Gajayana đã trải qua một số lần tân trang nhỏ vào khoảng những năm 1970 đến 1980. Năm 1990, sân vận động lần đầu được nâng cấp mở rộng sức chứa lên 17.000 khán giả. Đến năm 2008, sân vận động Gajayana tiếp tục bước vào đợt cải tạo lớn nhất để mở rộng sức chứa lên 25.000 khán giả như hiện nay. Sân vận động Gajayana có 4 khán đài, trong đó khán đài chính có thiết kế 2 tầng được trang bị mái che. 100% khán đài sân vận động này vẫn là các bậc ngồi bằng bê tông. Mặt sân Gajayana sử dụng cỏ lá gừng, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 800 lux đã được lắp đặt từ năm 1997. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ Arema FC. Satadiri là sân vận động nằm ở thành phố Semarang, tỉnh Trung Java. Nó được đưa vào sử dụng từ năm 1991, với sức chứa ban đầu khoảng 10.000 khán giả. Năm 2016, sân vận động này đã được cải tạo toàn bộ, với kinh phí lên tới 1,1 nghìn tỷ rupia. Công việc cải tạo hoàn thành vào năm 2022. Một loạt nâng cấp được thực hiện để biến sân vận động này thành một địa điểm thể thao đạt đẳng cấp quốc tế. Toàn bộ khán đài được bao phủ bởi mái che, và gần như toàn bộ khán đài được trang bị ghế đơn, là loại ghế gập tiện lợi. Những chiếc ghế có nhiều màu, một số có màu xanh và đỏ. Sức chứa hiện tại của sân vận động Jatadiri là 25.000 khán giả. Mặt sân Jatadiri sử dụng loại cỏ Zoysia Japonica. Bên cạnh chất lượng, loại cỏ này cũng phù hợp với điều kiện thời tiết ở Semarang. Dàn đèn của sân vận động này cũng có công suất chiếu sáng lên đến 2.400 lux. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ PSIS Semarang. Trong phần đầu của mùa giải 2023-2024, câu lạc bộ Persikabo 1973 sẽ sử dụng sân vận động Wibawa Mukti làm sân nhà trong thời gian sân vận động Pakansari cải tạo. Wibawa Mukti là sân vận động nằm ở Sikarang, khu vực nhiếp chính Bekasi, tỉnh Tây Java. Được bắt đầu xây dựng vào năm 2012 trên diện tích 20,3 hectare và chính thức được khánh thành vào năm 2014. Với kinh phí xây dựng 530 tỷ rupiah Indonesia, sân vận động Wibawa Mukti đã trải qua hai lần cải tạo vào các năm 2018 và 2020. Sân vận động này có 4 khán đài đều được trang bị ghế đơn và mái che. Trong đó, khán đài phía đông và phía tây có thiết kế 2 tầng. Sức chứa hiện tại của sân vận động Wibawa Mukti là 25.395 khán giả. Mặt sân Wibawa Mukti sử dụng loại cỏ quốc dân của Indonesia là Zoysia Macella, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 2.000 lux. Hiện tại, đây cũng là một trong những sân vận động đã đạt tiêu chuẩn của FIFA tại Indonesia. Được đăng ký là sân nhà của Persikabo 1973 tại mùa giải 2023-2024, nhưng trong phần đầu của mùa giải này sân vận động Pakansari sẽ không được sử dụng vì đang trong quá trình cải tạo. Sân vận động Pakansari được khởi công xây dựng vào ngày 16 tháng 1 năm 2012 trên khu đất rộng 100 hectare tại khu vực nhiếp chính Bogor, tỉnh Tây Java. Nó chính thức được khánh thành vào năm 2014 với kinh phí 803 tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động này có thiết kế mái che hình bầu dục, bao phủ toàn khán đài. Nhìn trên cao, sân vận động này có thiết kế khá cân đối. Với toàn bộ chỗ ngồi đã được lắp đặt ghế đơn, sức chứa hiện tại của sân vận động Pakansari là 30.000 khán giả, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 1.800 lux. Hiện tại, sau một thời gian sử dụng, mặt cỏ sân vận động này đã xuống cấp nghiêm trọng. Chính quyền nhiếp chính Bogor đã chi 1,9 tỷ rupiah Indonesia để làm mới mặt cỏ và hệ thống thoát nước của sân vận động Pakansari. Mặt sân sẽ chuyển từ cỏ Zoysia Macella sang Zoysia Japonica. Công việc cải tạo dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2023.
đồng nghĩa với việc câu lạc bộ Persicabo 1973 có thể trở lại sân vận động Pakansari sau thời điểm này. Sân vận động Patriot Candrabaga là một sân bóng khác nằm ở Bekasi, tỉnh Tây Java. Được khởi công xây dựng vào năm 1980 và chính thức khánh thành vào năm 1982. Với tên gọi ban đầu là sân vận động Bekasi, cùng sức chứa 5.000 khán giả. Năm 2012, sân vận động này được chính quyền thành phố Bekasi cải tạo để mở rộng sức chứa. Việc cải tạo mất gần 2 năm, sân vận động chính thức mở cửa trở lại vào năm 2014. Với chi phí cải tạo lên tới 450 tỷ rupia. Ngày 11 tháng 3 năm 2014, chính quyền thành phố Bekasi tổ chức lễ khánh thành và công bố đổi tên sân vận động thành Patriot Candrabaga. Hiện tại, đây là một sân bóng được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi và khán đài được bao phủ bởi mái che. Khán đài Patriot Candrabaga chỉ có một tầng, với sức chứa hiện nay là 27.000 khán giả. Mặt sân Patriot Candrabaga sử dụng cỏ Zoysia Marcella, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 2.000 lux. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Bayangkara, trong khi câu lạc bộ Persija Jakarta cũng sử dụng sân vận động này làm sân nhà trong một số trận đấu ở mùa giải này. Sân vận động Maguwo Hajo được bắt đầu xây dựng vào năm 2005 tại khu vực nhất chính Sleman của đặc khu Yogyakarta. Với diện tích xây dựng 25 hectare, nó chính thức được khánh thành vào năm 2007. Kinh phí xây dựng là 100 tỷ rupiah Indonesia. Thiết kế sân vận động Maguwo Hajo lấy ý tưởng từ sân vận động San Siro nổi tiếng của nước Ý, với 4 cầu thang tròn ở 4 góc của sân vận động. Ngoài ra, đây là một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Sân vận động này có 4 mặt khán đài, trong đó khán đài phía đông và phía tây có lắp đặt mái che. 100% khán đài Maguwo Hajo vẫn là các bậc ngồi bê tông, mỗi khán đài mang một màu sắc khác nhau. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 31.700 khán giả. Nó cũng đã trải qua một vài lần cải tạo nhỏ vào các năm 2019 và 2020. Mặt sân Maguwo Hajo sử dụng cỏ Zoysia Marcella, trong khi dàn đèn chiếu sáng có công suất 1.200 lux. Ở mùa giải này, ngoài là sân nhà của PSS Sleman, đây còn là sân nhà của câu lạc bộ RAN Nusantara. Sân vận động Gelora Bandung Lautan Api, thường được gọi tắt là sân vận động GBLA, được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2009 trên khu đất rộng 40 hectare tại thành phố Bandung, tỉnh Tây Java. Sân vận động này chính thức được khánh thành vào tháng 3 năm 2013 với kinh phí xây dựng 545 tỷ rupiah Indonesia. Nó đã trải qua một đợt cải tạo nhỏ trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2016. Sân vận động GBLA được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với toàn bộ chỗ ngồi được bao phủ bởi mái che, trong khi khán đài liền mạch được lắp đặt toàn bộ ghế đơn là loại ghế gập. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 38.000 khán giả. Gần đây sân vận động này cũng đã có những cải tạo để phục vụ FIFA U17 World Cup 2023, khi có thể được sử dụng làm địa điểm tập luyện của các đội tuyển. Mặt sân GBLA sử dụng cỏ Zoysia Marcella, trong khi dàn đèn có công suất chiếu sáng 2.400 lux. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persib Bandung. Gelora Bung Tomo được biết đến là một trong những sân vận động cuồng nhiệt bậc nhất tại Indonesia. Được khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 2008 trên khu đất rộng 100 hectare tại thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java. Sân bóng này chính thức được khánh thành vào ngày 11 tháng 8 năm 2010. Với kinh phí xây dựng khoảng 452 tỷ rupiah Indonesia, sức chứa ban đầu của sân vận động Gelora Bung Tomo là 55.000 khán giả. Trong giai đoạn từ 2019 đến 2020, sân vận động này đã trải qua quá trình cải tạo nâng cấp lớn để phục vụ FIFA U20 World Cup và giờ là FIFA U17 World Cup vào cuối năm nay. 100 tỷ rupiah Indonesia đã được chi cho một loạt cải tạo để sân vận động này đạt tiêu chuẩn khắt khe của FIFA, bao gồm việc lắp đặt bảng điểm ở khán đài phía Bắc, sân lại và sửa chữa mặt tiền, đồng thời bổ sung thêm ghế ngồi cho sân vận động để biến nó thành một sân vận động có đủ chỗ ngồi phù hợp.
Các ghế được sắp xếp theo kiểu khảm trên nền màu xanh lá cây tượng trưng cho màu áo của đội chủ nhà Persebaya. Sức chứa của Gelora Bung Tomo giảm xuống 45.000 khán giả như hiện nay. Mặt sân Gelora Bung Tomo sử dụng cỏ Zoysia Japonica, trong khi dàn đèn chiếu sáng có công suất 2.400 lux. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Persebaya Surabaya. Ngoài sân vận động Patriot Candrabaga, câu lạc bộ Persija Jakarta còn đăng ký thêm sân vận động Gelora Bung Karno làm sân nhà ở mùa giải này. Đây là sân vận động nổi tiếng nhất Indonesia. Trên kênh đã nhiều lần đề cập đến sân vận động này, vì vậy trong video này chúng tôi chỉ điểm qua một số thông tin chính về sân vận động Gelora Bung Karno. Được khởi công xây dựng vào ngày 8 tháng 2 năm 1960 tại trung tâm Jakarta. Sân vận động này chính thức khánh thành vào ngày 21 tháng 6 năm 1962. Với kinh phí xây dựng 12,5 triệu đô la Mỹ vào thời điểm ấy. Trải qua nhiều lần cải tạo và nâng cấp, sức chứa hiện tại của sân vận động Gelora Bung Karno là 77.193 khán giả. Mặt sân Gelora Bung Karno sử dụng cỏ lai theo tiêu chuẩn của FIFA, trong đó 95% cỏ tự nhiên là loại cỏ Zeon Zoysia. Trong khi dàn đèn của sân vận động này có công suất chiếu sáng lên đến 3.500 lux, trở thành sân vận động có dàn đèn khủng nhất Đông Nam Á hiện nay. Malaysia Super League 2023. Sân vận động Kuala Lumpur nằm ở thị trấn Bandar Tun Razak, được cải tạo từ năm 2013 đến 2018. Sức chứa của sân vận động này là 18.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Kuala Lumpur City. Sân vận động thành phố nằm ở thành phố Yorktown của bang Penang, được xây dựng từ năm 1945 đến 1948. Sân vận động này được cải tạo vào các năm 1950, 1953 và 2018. Sức chứa của sân vận động thành phố là 20.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Penang FA. Sân vận động Sultan Muhammad IV nằm ở thị trấn Kota Baru của bang Kelantan, được xây dựng vào năm 1967 với kinh phí 1,5 triệu ringgit. Sức chứa của sân vận động này là 22.000 khán giả. Đây là sân nhà của hai câu lạc bộ bóng đá, Kelantan và Kelantan United. Sân vận động Likat nằm ở thành phố Kota Kinabalu của bang Sabah, được xây dựng vào năm 1983. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2001 và 2023. Sức chứa của sân vận động này là 22.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Sabah FC. Sân vận động Tuanku Abdul Rahman nằm ở Peroi, bang Negeri Sembilan, được xây dựng vào năm 1992 với kinh phí 15 triệu ringgit. Sân vận động sau đó được cải tạo vào các năm 2004 và 2024. Sức chứa của sân vận động này là 22.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Negeri Sembilan. Sân vận động Darul Aman nằm ở thành phố Alor Seta của bang Kedah, được xây dựng vào năm 1962. Sân vận động sau đó được cải tạo vào các năm 1997, 2006 và 2020. Sức chứa của sân vận động này là 24.644 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Kedah Darul Aman. Sân vận động Petaling Jaya hay còn được gọi là sân vận động MBPJ nằm ở thành phố Petaling Jaya của bang Selangor. Được xây dựng vào năm 1996. Sân vận động sau đó được cải tạo vào các năm 2004 và 2024.
Sức chứa của sân vận động này là 25.000 khán giả. Đây là sân nhà của hai câu lạc bộ bóng đá, PDAM và Selangor. Sân vận động Bang Sarawak nằm ở thành phố Kuching, được xây dựng từ năm 1983 đến 1991 với kinh phí 22,6 triệu ringgit. Sức chứa của sân vận động này là 26.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Kuching City. Sân vận động Darun Mekmer nằm ở thành phố Kuantan của bang Pahang, được xây dựng vào năm 1973 với kinh phí 26,7 triệu ringgit. Sân vận động sau đó được nâng cấp vào các năm 1995, 2011 và 2024. Sức chứa của sân vận động này là 30.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Seri Pahang. Sân vận động Perak nằm ở huyện Kinta của bang Perak, được xây dựng vào năm 1965. Sân vận động này sau đó được cải tạo vào các năm 1975, 1993 và 2018. Sức chứa của sân vận động này là 30.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Perak FC. Sân vận động Sultan Ibrahim nằm ở thành phố Iskandar Puchi của bang Johor, được xây dựng từ năm 2016 đến 2020 với kinh phí 200 triệu ringgit. Sức chứa của sân vận động này là 40.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Johor Darul Tazim. Sân vận động Sultan Mizan Zainan Abidin nằm ở huyện Kuala Neres của bang Terengganu, được xây dựng từ năm 2005 đến 2008 với kinh phí 270 triệu ringgit. Sân vận động sau đó được cải tạo vào các năm 2009, 2014 và 2018. Sức chứa của sân vận động này là 50.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Terengganu. Thai League 1 2023-2024. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Lamphun, thường được biết đến với tên gọi là sân vận động Mây Quang, được xây dựng tại Nai Mường, huyện Mường Lamphun. Sân vận động này đã trải qua nhiều lần cải tạo nâng cấp. Gần đây dàn đèn của sân vận động này cũng được làm mới với công suất 1.200 lux, đảm bảo tiêu chuẩn của Thai League. Sức chứa hiện tại của Mây Quang chỉ là 3.000 khán giả. Đây chính là sân vận động có sức chứa hạn chế nhất tại Thai League năm nay. Sân vận động này hiện là sân nhà của Lamphun Warrior FC. Nhiều khả năng Lamphun Warrior FC sẽ không sử dụng sân vận động Mây Quang làm sân nhà cho đến hết mùa giải này. Bởi câu lạc bộ này đã sắp hoàn thành xây dựng sân nhà mới cách Mây Quang không xa. Sân bóng mới là một sân vận động dành riêng cho bóng đá với sức chứa 5.400 khán giả. Một khi giấy phép sử dụng được ban tổ chức Thai League thông qua, những chú bò trắng sẽ lập tức chuyển đến sân nhà mới của mình. Sân vận động Buniyachinda nằm tại Laksi, thủ đô Bangkok. Sân vận động này bắt đầu được đưa vào hoạt động năm 1962. Sân được đặt theo tên của tướng cảnh sát Ekaphot Buniyachinda, nguyên cục trưởng cục cảnh sát, người đã giữ chức vụ này từ năm 1994 đến 1997. Sân bóng này thuộc sở hữu của cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Năm 2015 là lần gần nhất sân vận động này được cải tạo, bao gồm bổ sung dàn đèn và nâng cấp cơ sở vật chất. Sân chỉ có hai mặt khán đài A và B, sức chứa hiện tại của sân vận động Buniyachinda là 3.550 khán giả. Hiện tại, Buniyachinda đang là sân nhà của câu lạc bộ Politero. Sân vận động trường thể thao thành phố Nakhon Pathom ở huyện Mường Nakhon Pathom được sử dụng làm sân nhà của câu lạc bộ Nakhon Pathom United, một tân binh của Thai League 1 năm nay. Để đáp ứng các yêu cầu của Thai League 1, sân vận động này đã được cải tạo tân trang một số hạng mục. Trong đó có dàn đèn và mở rộng sức chứa. Trước đó, sân vận động này chỉ có dàn đèn chiếu sáng 885 lux và sức chứa vỏn vẹn 665 chỗ ngồi.
Hiện nay, hệ thống chiếu sáng sân vận động đã được tăng lên 1.500 lux và sức chứa đã được nâng lên 4.399 chỗ ngồi. Câu lạc bộ Nakhon Pathom United có kế hoạch tăng số lượng chỗ ngồi lên thêm 1.162 ghế trong giai đoạn lượt đi, nâng tổng sức chứa của sân vận động trường thể thao thành phố Nakhon Pathom lên 5.561 chỗ ngồi ở giai đoạn lượt về mùa này. Uthai Thani FC tân binh tiếp theo của Thai League 1 sử dụng sân vận động tỉnh Uthai Thani làm sân nhà. Nằm giữa thung lũng, sân vận động này sở hữu tầm nhìn ra những ngọn núi rất đẹp. Đây chính là điểm thu hút khách du lịch chính của tỉnh Uthai Thani. Từ bất cứ nơi nào trong sân vận động, bạn đều có thể nhìn thấy những ngọn núi xanh, mang lại cảm giác của một sân bóng gần gũi với thiên nhiên. Trước khi mùa giải mới bắt đầu, sân vận động tỉnh Uthai Thani cũng đã được cải tạo. Trong đó, dàn đèn chiếu sáng được nâng cấp từ 1.002 lux lên 1.348 lux. Việc bổ sung thêm hai khán đài tạm C và D phía sau các cầu môn đã nâng sức chứa của sân vận động này từ 4.477 chỗ ngồi lên 5.015 chỗ ngồi. Sân vận động tỉnh Prachuakhiri Khan, thường được gọi là sân vận động Sam Ao, nằm ở huyện Mường Prachuakhiri Khan, tỉnh Prachuakhiri Khan. Sam Ao theo tiếng Thái có nghĩa là ba vịnh, gợi nhớ tới vùng biển nổi tiếng tại tỉnh Prachuakhiri Khan, với ba vịnh là vịnh Prachuak, vịnh Manao và vịnh Noi. Sân vận động này được cải tạo lần gần nhất vào năm 2011. Sân cũng chỉ có hai mặt khán đài chính A và B có sức chứa 2.700 khán giả. Việc lắp đặt thêm các khán đài tạm nâng sức chứa của sân vận động này lên 5.100 khán giả. Bước vào sân vận động, bạn sẽ thấy rằng khoảng cách giữa chỗ ngồi của người hâm mộ và khu vực sân bóng đá cách nhau khá xa. Nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tầm nhìn và trải nghiệm của khán giả. Điểm nhấn thực sự của sân vận động Sam Ao, đó là một mô hình tổ ong bắp cày được treo phía trước sân bóng. Ong bắp cày cũng được biết đến là linh vật của câu lạc bộ chủ quản PT Prachuak. Sân vận động PAT được biết đến là sân nhà của câu lạc bộ Port FC, đội bóng của nữ tỷ phú nổi tiếng Madam Pang. Đây được xem là một trong những sân bóng lâu đời tại Thái Lan. Sân vận động PAT, trước đây được gọi là sân vận động Tharuia, nằm gần cảng vụ Thái Lan, ở tiểu khu Khlong Toei, quận Khlong Toei, Bangkok. Sân vận động được xây dựng vào năm 1967, đồng thời với việc thành lập câu lạc bộ Port Authority FC. Vào thời điểm đó, đây là sân vận động bóng đá đầu tiên tại Thái Lan. Không có đường chạy giữa khán đài và sân bóng đá. Khi mới hoàn thành, sân chỉ có một khán đài ở phía nam, đây cũng chính là khán đài duy nhất được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Trong năm 2009 và 2011, sân vận động PAT được mở rộng sức chứa bằng cách bổ sung thêm các khán đài đúc sẵn bằng thép ở phía bắc, đông và tây. Điều thú vị là có một con đường nội bộ chạy ngay phía dưới và xuyên qua khán đài phía bắc. Sân vận động PAT còn trải qua một lần cải tạo nữa vào năm 2020. Hiện tại, sân vận động có 4 mặt khán đài với sức chứa hiện tại là 6.250 khán giả. Trước đây, toàn bộ khán đài của sân được lắp đặt ghế ngồi, mang hai màu xanh dương và cam, hai màu truyền thống của câu lạc bộ Port FC. Tuy nhiên trước mùa giải này, toàn bộ ghế ngồi ở khán đài phía tây đã được tháo bỏ để tạo thành một khu vực khán đài đứng, dành cho các cổ động viên cuồng nhiệt của Port FC. Revo Thai League 1 2023-2024 là mùa giải thứ hai liên tiếp Khon Ken United FC góp mặt. Đội bóng này đang sử dụng sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Khon Ken làm sân nhà của mình. Từ ghế ngồi đến các bức tường của sân vận động được bao phủ bởi màu vàng, màu sắc truyền thống của Khon Ken FC, đội bóng đang cùng sử dụng sân vận động này với Khon Ken United. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Khon Ken có 3 mặt khán đài được nối liền mạch, với sức chứa khoảng 7.000 khán giả. Việc dùng chung sân vận động với một câu lạc bộ đang chơi tại Thai League 2 khiến mặt cỏ sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Khon Ken bị ảnh hưởng. Vì vậy, Khon Ken United FC đã có dự định xây dựng một sân vận động mới. Kế hoạch và vị trí xây dựng sân vận động mới sẽ sớm được công bố. Sân vận động tỉnh Chad nằm trên đường Nguyen Ta Meriel, tiểu khu Wang Krachae, huyện Mường Chad. Được khởi công xây dựng từ năm 2010, trước khi chính thức khai trương sân vận động vào ngày 11 tháng 3 năm 2012, cùng thời điểm câu lạc bộ bóng đá Chad FC được thành lập. Sức chứa ban đầu của sân vận động này là 4.000 khán giả, sau đó được mở rộng lên 5.000 khán giả để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Năm 2017, ban lãnh đạo câu lạc bộ và ban tổ chức hành chính tỉnh Chad đầu tư ngân sách lên tới 18 triệu bạt để tiếp tục mở rộng sức chứa của sân vận động tỉnh Chad. Việc xây dựng đã bắt đầu vào tháng 10 năm 2019 và hoàn thành vào tháng 2 năm 2020. Một khán đài mới đã được xây dựng, bổ sung thêm 3.000 chỗ ngồi cho sân vận động.
nâng sức chứa của sân vận động tỉnh Chát lên 8.000 khán giả như hiện nay. Sân bóng Ta Lai Luông nằm trên đường tránh Sukhothai, tỉnh Sukhothai, bắt đầu thi công vào năm 2013. Nó chính thức khánh thành vào năm 2015. Được coi là một trong những sân vận động có vị trí rất đẹp của Thai League, nếu nhìn từ trên không, bạn sẽ thấy sân bóng Ta Lai Luông nằm ngay cạnh một chiếc hồ hình trái tim. Sức chứa hiện tại của Ta Lai Luông là 8.020 khán giả. Nó đã được AFC chứng nhận là sân vận động hạng A, đủ điều kiện để tổ chức các trận đấu tại AFC Champions League. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Sukhothai, đội bóng vừa giành quyền trở lại Thai League 1. Đối với người dân Sukhothai, sân vận động này ngoài vai trò là sân nhà của đội bóng yêu mến, Ta Lai Luông còn giống như trung tâm trái tim của người dân tỉnh Sukhothai. Trước khi mùa giải 2023-2024 khởi tranh, sân vận động Ta Lai Luông đã tiến hành thay thế nhiều ghế ngồi trên khán đài để mang đến màu sắc tươi mới cho sân vận động này. Sân vận động Chonburi tọa lạc trên đường Freya Sata, tiểu khu Samet, huyện Mường, tỉnh Chonburi. Được hoàn thành vào năm 2010, với mục tiêu chính là phục vụ Đại hội Thể thao Thái Lan lần thứ 39 năm 2010. Sau khi hợp đồng tài trợ giữa câu lạc bộ bóng đá Chonburi và Utapao International Aviation được ký kết, sân bóng này được gọi với tên mới là sân vận động Chonburi UTA. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 8.600 khán giả. Toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi mang những màu sắc truyền thống của câu lạc bộ Chonburi. Mặc dù là sân vận động đa năng, nhưng với đường pitch màu xanh mang đến sự đồng bộ trong màu sắc của toàn sân vận động. Các khu vực khuyết của khán đài cũng được câu lạc bộ Chonburi che lấp bằng các tấm banner, tạo cảm giác liền mạch cho khán đài. Sân vận động Chonburi UTA đã được Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, chứng nhận là sân vận động cấp A+. Vì vậy, ngoài các trận đấu của Chonburi FC, sân vận động này cũng đủ điều kiện để tổ chức các giải bóng đá quốc tế mà Thái Lan đăng cai. Dragon Solar Park là tên gọi mới dành cho sân nhà của câu lạc bộ Ratchaburi FC kể từ năm 2022. Đây là một trong những sân vận động độc đáo nhất của Thai League hiện nay. Việc xây dựng sân vận động bắt đầu vào năm 2015 tại quận Myeong Ratchaburi. Sân chính thức khánh thành vào ngày 29 tháng 6 năm 2016. Kinh phí xây dựng là 300 triệu bạt. Sân có 3 khán đài, trong đó khán đài phía đông và tây có mái che. Sức chứa của Dragon Solar Park hiện tại là 10.000 khán giả. Với toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi màu cam và đen. Trong đó ở khán đài phía tây có khảm hình một emoji khá thú vị. Dragon Solar Park chủ yếu sử dụng kết cấu thép. Nó có phong cách kiến trúc hiện đại, nhưng vẫn thể hiện cội nguồn của con người trong cộng đồng. Điểm đặc biệt nhất trong thiết kế của sân vận động này chính là hình dáng mặt tiền của nó, trông giống như một con rồng lớn đang ôm lấy bãi cỏ xanh. Biến đây trở thành một trong những sân vận động đẹp nhất Thái Lan hiện tại. BG Pathum United chính là một trong những câu lạc bộ bóng đá được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp nhất Thái Lan hiện nay. Và sân nhà của họ BG Stadium cũng là một trong những sân vận động tốt nhất của Thai League 1 mùa này. Sân vận động BG được khởi công xây dựng từ năm 2008. Trong khu đất thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Bangkok Glass Public ở quận Thaneaburi, tỉnh Pathum Thani. Sân vận động chính thức khai trương vào ngày 7 tháng 3 năm 2010. Kinh phí xây dựng là 400 triệu bạt. Trong giai đoạn đầu, sân vận động BG có sức chứa khoảng 13.000 chỗ ngồi và còn sử dụng cỏ nhân tạo làm mặt sân. Tuy nhiên, từ mùa giải 2018 trở đi, mặt sân đã được thay thế bằng cỏ tự nhiên. Bên cạnh đó, BG Pathum United cũng đã cải tiến toàn bộ cấu trúc khán đài bằng cách lắp thêm ghế ngồi. Vì vậy, sức chứa đã giảm từ 13.000 chỗ ban đầu xuống chỉ còn 10.114 chỗ. Sân vận động BG đã được FIFA và AFC chứng nhận là sân vận động bóng đá hạng A. Nó cũng thường xuyên được tổ chức các trận đấu quốc tế của các đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan. Hiện tại, BG Pathum United đang tiến hành nâng cấp mở rộng sân nhà của mình bằng việc xây dựng bổ sung thêm khán đài đang bị khuyết. Khán đài mới sẽ có mái che và sức chứa khoảng 5.000 chỗ ngồi. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Sau nâng cấp, sức chứa của sân vận động BG sẽ được nâng lên khoảng 15.000 khán giả. Sân vận động Leo Chiang Rai nằm gần sân bay quốc tế Mây Pha Luông, tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan. Được khởi công xây dựng từ năm 2010, trước khi chính thức khai trương vào ngày 7 tháng 7 năm 2012. Với tên gọi ban đầu là United Stadium, Leo Chiang Rai được coi là sân vận động đẹp nhất miền Bắc Thái Lan hiện tại. Đây cũng là một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Sân có sức chứa 12.249 chỗ ngồi. Sân vận động này có đầy đủ 4 mặt khán đài, với khán đài AB có mái che.
Toàn bộ khán đài được lắp đặt những chiếc ghế màu đen và cam, hai màu sắc đặc trưng của đội bóng chủ quản Leo Chiang Rai United. Trước khi mang tên Leo Chiang Rai, sân vận động cũng đã trải qua một lần đổi tên theo hợp đồng tài trợ của Leo Chiang Rai United FC. Mường Thong United là một trong những câu lạc bộ có lượng fan đông đảo nhất tại Thái Lan. Dù thành tích của đội bóng này liên tục đi xuống trong những năm gần đây, thì sân nhà của họ vẫn luôn là một sân bóng sôi động tại Thai League. Đó chính là sân vận động Thunderdam ở Mường Thong Thani, tỉnh Nonthaburi. Sân vận động này khởi công xây dựng và hoàn thành vào năm 1998, ban đầu được đặt tên là khu liên hợp thể thao Thunderdam. Với chỉ một khán đài, Thunderdam là sân nhà của Mường Thong United từ năm 2007. Sau khi thăng hạng lên Thai League 1 vào năm 2009, câu lạc bộ này bắt đầu nâng cấp sân vận động và xây dựng thêm các khán đài khác. Vào năm 2010, sau khi Mường Thong United lần đầu vô địch Thai League 1, Thunderdam Stadium đã được phát triển thành sân vận động 4 khán đài với chỗ ngồi mới được lắp đặt. Tên của sân đã thay đổi 2 lần do các thỏa thuận tài trợ. Trước khi trở lại với cái tên Thunderdam từ năm 2021, sức chứa hiện tại của sân vận động này là 13.000 khán giả. Trước khi mùa giải này khởi tranh, mặt sân Thunderdam đã được làm mới với loại cỏ paspalum. Chu Stadium hay chúng ta thường biết đến với cái tên sân vận động Thammasat, một trong những sân vận động nổi tiếng nhất của Thái Lan hiện nay. Nằm trong khuôn viên của Đại học Thammasat tại tỉnh Pathum Thani. Việc xây dựng sân vận động được bắt đầu từ năm 1997 và chính thức khai trương vào ngày 6 tháng 12 năm 1998. Nó được xây dựng để phục vụ Đại hội Thể thao Châu Á 1998 mà Thái Lan là chủ nhà. Diện mạo của nó giống như một phiên bản thu nhỏ của sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok. Các khán đài tạo thành một vòng liên tục thấp dần về phía sau các cầu môn. Sân có mái che bao phủ khán đài A và B, sức chứa hiện tại của sân vận động này là 19.375 chỗ ngồi. Chu Stadium hiện là sân nhà của đội bóng Chu Bangkok United, một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của bóng đá Thái Lan và đang là đương kim Á quân của Thai League 1. Chu Stadium cũng thường xuyên tổ chức các trận đấu quốc tế của đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan. Buriram United câu lạc bộ đã thống trị bóng đá Thái Lan trong hai mùa giải liên tiếp vừa qua. Đội bóng này cũng là chuẩn mực cho việc xây dựng một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và bài bản với tất cả các câu lạc bộ bóng đá tại Đông Nam Á hiện nay, trong đó có sân nhà của họ, sân vận động Chang Arena. Được khởi công xây dựng từ năm 2010 trên khu đất rộng 150 hectare tại tỉnh Buriram. Điểm nhấn của Chang Arena là toàn bộ sân vận động được xây dựng từ các kết cấu thép đúc sẵn. Sân bóng này chính thức được khánh thành vào ngày 4 tháng 6 năm 2011. Chang Arena cũng đã được ghi vào kỷ lục Guinness Thế giới là sân bóng đá cấp FIFA, được xây dựng nhanh nhất trên thế giới khi hoàn thành chỉ sau 256 ngày. Kinh phí xây dựng là 500 triệu bạc. Chang Arena là sân vận động bóng đá Thái Lan đầu tiên đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới. Sức chứa ban đầu của sân vận động này là 24.000 khán giả. Cuối năm 2014, sân vận động này được mở rộng sức chứa lên 32.600 chỗ ngồi. Phần lớn ghế ngồi trên khán đài là màu xanh lam, còn lại là những chiếc ghế màu trắng được sử dụng để khảm chữ Buriram và Thunder Castle biệt danh của sân bóng này. Khi bạn bước lên cầu thang vào sân vận động, bạn phải trầm trồ vì nó quá đẹp, hiện đại và rất tuyệt vời. Cảm giác giống như đi dạo quanh một sân bóng tại châu Âu. Dàn đèn của Chang Arena có độ sáng 2.000 lux. Trước mùa giải này, mặt cỏ của sân vận động này cũng đã được làm mới. Trong đó trọng tâm là cải thiện hệ thống thoát nước, giúp rút ngắn thời gian thoát nước sau các trận mưa lớn, từ 20 đến 30 phút trước kia, xuống còn khoảng 10 phút. V-League 1, 2023-2024. Sân vận động Pleiku được xây dựng trước năm 1975, với sức chứa ban đầu chỉ chừng 5.000 khán giả. Năm 2008, sân Pleiku được khởi công và xây dựng lại gần như toàn bộ với tổng kinh phí xây dựng khoảng 60 tỷ đồng. Sân Pleiku chính thức hoạt động trở lại từ tháng 10 năm 2010. Sau cải tạo, sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai trở thành sân vận động dành riêng cho bóng đá đầu tiên tại Việt Nam. Toàn bộ khán đài sân Pleiku đã được lắp đặt ghế ngồi, hệ thống mái che vòng quanh sân và hiện tại toàn bộ sân vận động đang được phủ màu sắc đại diện cho nhà tài trợ của đội bóng phố núi. Sức chứa hiện tại của sân vận động Pleiku là 10.000 khán giả. Hiện tại, mặt cỏ của sân vận động này vẫn là cỏ lá gừng, tuy khá đẹp về mặt cảm quan, nhưng chất lượng chỉ ở mức trung bình. Nếu nhìn từ trên cao có thể nhận thấy phần sân bóng đá không được đặt cân đối giữa khán đài C và D. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn duy trì cải tạo sân nhà của mình thường xuyên,
nhưng hạng mục được khán giả chờ đợi nhất là Mặt Cỏ Mới thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Sân vận động Hà Tĩnh được khởi công xây dựng và hoàn thành vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, với sức chứa ban đầu khoảng 15.000 khán giả. Tháng 2 năm 2019, sân vận động Hà Tĩnh được đầu tư nâng cấp lại gần như toàn bộ với tổng kinh phí hơn 62 tỷ đồng. Dự án chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 7 năm 2019. Thiết kế khán đài sân vận động Hà Tĩnh khá thấp nên ảnh hưởng khá nhiều đến tầm nhìn của khán giả và không thuận lợi cho công tác ghi hình của truyền thông. Với khán đài liền mạch bao quanh sân bóng đá, sức chứa của sân vận động Hà Tĩnh hiện tại khoảng 10.000 khán giả. Phần lớn khán đài vẫn là các bậc bê tông. Đối với các sân vận động chưa được lắp đặt đầy đủ ghế ngồi, thống kê sức chứa chỉ ở mức tương đối. Nếu bạn có nguồn tin uy tín hơn, hãy để lại dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Mặt cỏ sân Hà Tĩnh sử dụng loại cỏ paspalum, loại cỏ được sử dụng phổ biến ở các sân bóng của Thái Lan hiện nay. Những mùa giải gần đây, mặt cỏ này được ban tổ chức V-League đánh giá khá cao. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sân vận động 19 tháng 8 nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang, được xây dựng từ năm 1992 với diện tích khoảng 5 hectare, với sức chứa ban đầu là 15.000 khán giả. Sân bóng 31 tuổi này sẽ tiếp tục là sân nhà của câu lạc bộ Khánh Hòa ở mùa giải năm nay. Để mở rộng đường pitch của sân, hai bậc khán đài của sân vận động 19 tháng 8 đã bị phá bỏ, làm giảm sức chứa của sân vận động này xuống khoảng 12.000 khán giả như hiện tại. Chỉ phần trung tâm của khán đài A được lắp đặt ghế ngồi và mái che. Mặt cỏ sân 19 tháng 8 có tuổi đời khá lâu, vì vậy nhiều loại cỏ đá mọc hỗn tạp với nhau trên mặt sân này. Chất lượng mặt sân 19 tháng 8 chỉ ở mức chấp nhận được. Sau thời gian bỏ bê chăm sóc, những năm gần đây sân vận động 19 tháng 8 đã được chỉnh trang cải tạo lại một số hạng mục, từ khán đài đến làm mới đường pitch. Tuy nhiên, nhiều hạng mục của sân vận động này vẫn đang trong tình trạng xuống cấp hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu của VPF. Tỉnh Khánh Hòa đã có dự án cải tạo sân 19 tháng 8 từ đầu năm nay với kinh phí khoảng 37 tỷ đồng. Dự án này sẽ bắt đầu được thực hiện trong thời gian tới bằng việc nâng cấp dàn đèn của sân vận động này. Câu lạc bộ Khánh Hòa đã xin phép VPF không thi đấu sân nhà ở vòng đầu tiên của V-League 2023-2024 để có thêm thời gian hoàn thành cải tạo hạng mục này. Sân vận động Thanh Hóa là sân nhà của hiện tượng mùa giải trước câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Sân vận động này có lịch sử từ thời Pháp thuộc nên còn được biết đến với tên gọi nôm là Kangsitat. Những năm gần đây, sân vận động này đã được đầu tư nâng cấp nhiều hạng mục, bao gồm làm mới mặt cỏ bằng loại cỏ Bermuda đang phổ biến ở các sân bóng V-League. Gần nhất là việc làm mới đường pitch trong thời gian diễn ra V-League 2023. Hiện tại, bộ mặt của sân Thanh Hóa đã được cải thiện hơn rất nhiều so với những mùa giải trước đây. Mặc dù cũng được xem là chảo lửa của bóng đá Việt Nam, nhưng sức chứa của sân thuộc diện quy mô nhỏ ở V-League. Với quỹ đất hạn chế, sân Thanh Hóa chỉ có thiết kế hai khán đài, với đa phần các vị trí ngồi là các bậc bê tông. Sức chứa hiện tại của sân vận động này khoảng 12.000 khán giả. Đã có nguồn tin cho biết, đội bóng xứ Thanh sẽ tiếp tục quá trình chỉnh trang cải tạo cho sân nhà của mình trong thời gian tới. Trong đó bao gồm việc sẽ lắp đặt toàn bộ ghế ngồi trên khán đài và nâng cấp dàn đèn chiếu sáng. V-League mùa này là mùa giải thứ hai liên tiếp sân vận động Hàng Đẫy đóng vai trò là sân nhà của ba câu lạc bộ bóng đá của thủ đô Hà Nội. Điều đó đồng nghĩa với việc sân bóng khắc khổ này tiếp tục phải gánh số lượng trận đấu gần gấp 3 các sân vận động còn lại. Có lịch sử từ năm 1934, nhưng sân vận động Hàng Đẫy thực sự thành hình khi được khởi công xây dựng lại vào ngày 16 tháng 2 năm 1957 và chính thức khánh thành vào ngày 24 tháng 8 năm 1958. Với diện tích 21.844 m² và khán đài xây theo hình lòng chảo, sân Hàng Đẫy thời điểm ấy có sức chứa khoảng 25.000 khán giả. Sân vận động Hàng Đẫy được bắt đầu cải tạo vào ngày 10 tháng 10 năm 1992 và mở cửa trở lại từ ngày 2 tháng 9 năm 1995. Sức chứa của sân giảm xuống 20.080 ghế ngồi cho đến nay. 2/3 khán đài A được bao phủ bởi mái che. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2006, sân vận động Hàng Đẫy được đổi tên thành sân vận động Hà Nội.
Mặt cỏ sân hàng đẫy sử dụng cỏ Bermuda, được câu lạc bộ Hà Nội làm mới trong giai đoạn đội bóng này được giao quản lý và vận hành sân vận động từ năm 2017 đến 2021. Sau thời gian sử dụng quá dài, sân hàng đẫy đã xuống cấp trầm trọng. Trong đó, tầng 2 của khán đài B đã không còn được sử dụng vì lý do an toàn. Vì vậy, sức chứa thực tế của sân vận động hàng đẫy ở thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng 14.500 khán giả. Ba đội bóng sẽ sử dụng sân hàng đẫy ở mùa giải 2023-2024 là câu lạc bộ Hà Nội, Viettel và đương kim vô địch Công an Hà Nội. Sau 3 năm vắng mặt, sân vận động Tam Kỳ đã trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam sau khi cựu vương Quảng Nam giành quyền thăng hạng. Mặc dù vậy, vẫn phải thừa nhận đây là sân bóng có chất lượng kém nhất tại V-League mùa này. Được xây dựng từ năm 1980, sân bóng này đã bị xuống cấp trầm trọng. Hiện tại, khó lòng mà tìm ra được các hạng mục của sân vận động này có thể đáp ứng được yêu cầu từ VPF. Từ bên ngoài vào trong, dễ dàng bắt gặp những hạng mục đã bị hư hỏng rất nhiều. Khán giả đất Quảng chắc chắn là những người cảm nhận rõ điều này. Sức chứa hiện tại của sân vận động Tam Kỳ là 15.000 khán giả, với 80% khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, không phải tất cả số ghế ngồi này còn có thể sử dụng được. Mặt cỏ sân Tam Kỳ là cỏ lá gừng và cũng có tuổi đời ngang với sân vận động này, nên chất lượng cũng chỉ ở mức chấp nhận được. Tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch cải tạo nâng cấp sân vận động này từ lâu, nhưng sau nhiều năm dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy. Trước mùa giải này, đã có thông tin câu lạc bộ Quảng Nam sẽ đăng ký sân vận động Hòa Xuân tại Đà Nẵng làm sân nhà, trong trường hợp sân Tam Kỳ không được VPF đồng ý. Nhưng những thông tin gần đây đã cho biết, sân vận động Tam Kỳ vẫn là sân nhà của Quảng Nam. Tuy nhiên, các trận đấu tại sân vận động này sẽ tạm thời phải đẩy lên khung thời gian 16 giờ, trong thời gian chờ đợi câu lạc bộ Quảng Nam nâng cấp dàn đèn. Được bắt đầu xây dựng từ năm 1973, với sự hỗ trợ của Cộng hòa Liên bang Đức, sân vận động Vinh chính thức hoàn thành vào năm 1974. Nhìn từ trên cao, sân vận động Vinh nằm ở trung tâm của khu vực thành cổ Vinh tại tỉnh Nghệ An. Hình dạng của sân bóng này cũng khá dị. Sân Vinh lần đầu được cải tạo trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2003. Và đợt cải tạo gần nhất là vào năm 2021, khi mặt cỏ và dàn đèn của sân vận động này được làm mới với kinh phí 24 tỷ đồng. Mặt cỏ sân Vinh được thay thế bằng loại cỏ Bermuda thịnh hành. Dù còn nhiều khó khăn về kinh phí, mặt cỏ này vẫn được duy trì chăm sóc khá tốt thời gian qua. Khán đài sân Vinh dù mới được cải tạo, nhưng chủ yếu chỉ được cải tạo về vẻ bề ngoài, về cơ bản nó đã xuống cấp khá nhiều. Khán đài A và B đã có ghế ngồi, trong khi khán đài C và D vẫn là các bậc bê tông, cũng mới được cải tạo lại vào năm 2021. Sức chứa hiện tại của sân Vinh vào khoảng 15.000 khán giả. Sân bóng này là sân nhà của đội bóng giàu truyền thống Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này. Và tiếp tục là một trong những sân vận động hiếm hoi, xuất hiện đầy đủ ở cả 24 mùa giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Là một trong những sân vận động lâu đời nhất Việt Nam, sân vận động Thống Nhất được khởi công xây dựng từ năm 1929 và chính thức hoàn thành vào ngày 18 tháng 10 năm 1931. Trên khuôn viên gần 40.000 m2, với kích thước mặt sân bóng đá là 100m x 68m. Sân vận động này đã trải qua 4 lần cải tạo nâng cấp, trong đó lần gần nhất là vào giai đoạn từ năm 2017 đến 2019. Khi sân vận động này làm mới một loạt hạng mục như mặt cỏ Bermuda có nguồn gốc từ Thái Lan, nâng cấp dàn đèn lên 1.600 lux cùng với việc lắp đặt ghế ngồi trên toàn bộ khán đài. Sân Thống Nhất cùng với sân Pleiku là hai sân vận động có khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi ở mùa giải này. Sức chứa hiện tại của sân vận động Thống Nhất là 15.000 chỗ ngồi. Nhiều năm qua, dù luôn là sân bóng xuất hiện tại V-League, sân Thống Nhất vẫn khá bận rộn với các trận bóng đá phong trào. Vì vậy, mặt cỏ sân Thống Nhất cũng đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Đặc biệt, dù mặt cỏ vẫn khá tốt, nhưng hệ thống thoát nước của sân vận động này cần sớm được cải tạo để nâng cao chất lượng mặt sân trong mọi điều kiện thời tiết. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng sử dụng sân Thống Nhất làm sân nhà ở mùa giải này. Sân vận động Bình Dương mà chúng ta vẫn thường gọi là sân vận động Gò Đậu, được bắt đầu xây dựng vào năm 1973 và
và chính thức khánh thành vào ngày 26 tháng 9 năm 1975. Đây là sân nhà của đội bóng được mệnh danh là Chelsea của Việt Nam, BKMX Bình Dương. Sân vận động Bình Dương đã trải qua một lần cải tạo lớn vào năm 1985, cùng với những đợt cải tạo nhỏ diễn ra trong nhiều năm qua. Sân bóng có thiết kế 4 mặt khán đài đầy đủ này vẫn được biết đến là một trong những sân vận động được chăm chút nhất Việt Nam nhiều năm qua. Dù cơ sở hạ tầng của sân vận động Bình Dương không phải là tốt nhất, hiện đại nhất, nhưng mọi thứ luôn chỉnh chu gọn gàng cho mọi trận đấu bóng đá diễn ra tại đây. Khán đài sân Bình Dương mang hai màu chủ đạo là xanh dương và vàng. Toàn bộ khán đài A và B đã được lắp đặt ghế ngồi, trong khi khán đài C và D, dù chưa có ghế ngồi vẫn luôn sạch sẽ và sáng sủa. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là khoảng 15.000 khán giả. Mặt cỏ sân Bình Dương vẫn sử dụng cỏ lá gừng và là mặt sân loại này tốt nhất Việt Nam hiện tại. Nếu tính cả mùa giải bị hủy bỏ vì Covid-19 vào năm 2021, đây là mùa giải thứ tư liên tiếp sân Quy Nhơn trở lại với V-League. Nhưng nó sẽ không còn là sân nhà của Topelon Bình Định, bởi ngay trước mùa giải này đội bóng đất Võ đã đổi tên thành Quy Nhơn Bình Định. Sân vận động Quy Nhơn được xây dựng từ năm 1976 và đã trải qua nhiều lần cải tạo, lần gần nhất là vào năm 2021, ngay sau khi bóng đá Bình Định trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Mặt cỏ được làm mới bằng cỏ Bermuda luôn được chăm sóc tốt và luôn giữ vị trí trong top những mặt sân tốt nhất của V-League những mùa giải gần đây. Dàn đèn được làm mới, ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED hiện đại với nhiều ưu điểm giúp gia tăng về hiệu suất ánh sáng, nhưng lại giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng hơn so với các hệ thống chiếu sáng khác. Khán đài sân Quy Nhơn được bao phủ bởi hai màu cam và xanh lá cây. Phần lớn khán đài vẫn là các bậc ngồi bằng bê tông, trong khi chỉ có khán đài A được trang bị mái che. Sức chứa hiện tại của sân vận động Quy Nhơn khoảng 16.000 khán giả. Một trong những sân vận động tốt nhất V-League hiện nay chính là sân vận động Lạch Tray. Chỉ vài năm trước, ngay cả người hâm mộ bóng đá đất cảng cũng khó mà tưởng tượng ra sự lột xác ngoạn mục của sân vận động này như vậy. Khởi công xây dựng vào năm 1957, sân vận động Lạch Tray chính thức khánh thành vào ngày 1 tháng 1 năm 1958 với những khán đài ban đầu được làm bằng gỗ. Sân bóng này đã trải qua 7 lần cải tạo và nâng cấp. Trong đó lần gần nhất là vào năm 2021, cũng là đợt cải tạo lớn nhất giúp sân Lạch Tray có được bộ mặt tuyệt vời như hiện nay. 60 tỷ đồng đã được thành phố Hải Phòng và câu lạc bộ Hải Phòng chi cho việc nâng cấp một loạt hạng mục. Làm mới mặt sân bằng cỏ Bermuda, được chăm sóc cực tốt và hiện là mặt sân tốt nhất tại V-League. Toàn bộ ghế ngồi trên khán đài được thay thế, cùng với việc nâng cấp dàn đèn và các phòng chức năng. Sức chứa hiện tại của sân vận động Lạch Tray khoảng 20.000 khán giả. Khán đài A sân Lạch Tray có thiết kế khá giống sân hàng đẫy, trong khi phần trung tâm khán đài B cũng được trang bị mái che. Nhờ sự lột xác mạnh mẽ, thời gian qua sân bóng này còn được đón các đội tuyển bóng đá quốc gia về tập luyện và thi đấu. Nó cũng đã đạt tiêu chuẩn của AFC để tổ chức các giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á. Sân bóng có sức chứa lớn nhất tại V-League mùa này vẫn là sân vận động Thiên Trường. Sân bóng lớn nhất thành năm này có tiền thân là sân vận động Chùa Cuối được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Sân vận động Thiên Trường chính thức được khởi công xây dựng lại gần như toàn bộ vào tháng 11 năm 2000 và chính thức khánh thành vào ngày 30 tháng 8 năm 2003, sân bóng này cũng chính thức mang tên Thiên Trường kể từ đấy. Chi phí xây dựng khoảng 70,5 tỷ đồng. Một điều thú vị là những lần cải tạo đáng chú nhất của sân vận động này đều gắn liền với việc Việt Nam đăng cai SEA Games. Lần gần nhất là vào năm 2021, khi sân bóng này chuẩn bị cho việc đăng cai môn bóng đá nam của SEA Games 31. Mặt cỏ được làm mới bằng cỏ Bermuda, nhưng có khác biệt so với các sân bóng khác tại V-League. Dù được chăm sóc tốt, nhưng chúng tôi không đánh giá cao mặt sân Thiên Trường ở thời điểm hiện tại. Khi mặt cỏ khá dễ bị tổn thương sau mỗi pha tranh chấp của các cầu thủ, trong khi đường bóng lăn chưa thực sự mượt mà, bởi nền sân có cảm giác khá yếu, nhất là sau những cơn mưa. Khán đài sân Thiên Trường đã được bổ sung thêm ghế ngồi ở đợt cải tạo gần nhất. Chỉ khán đài A và B được lắp đặt ghế ngồi. Sức chứa hiện tại của sân vận động này khoảng 22.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ở mùa giải này. Thời gian gần đây, sân Thiên Trường đã liên tiếp được chọn để tổ chức các trận đấu giao hữu FIFA Day của đội tuyển Việt Nam.